Giá xăng hôm nay ngày 21 tháng 1 bao nhiêu tiền một lít? Ngày hôm nay ngày 21 tháng 1 là ngày Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu tại thị trường trong nước. Vậy giá xăng, dầu trong nước hôm nay ngày 21 tháng 1 sẽ tăng hay giảm? Giá xăng hôm nay bao nhiêu tiền một lít? Theo dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy đến ngày 13 tháng 1 năm 2022, bình quân giá xăng dầu tại thị trường Singapore như xăng RON92 để pha chế xăng E5 RON92 là 95,8 USD mỗi thùng. Xăng RON95 là 97,3 USD mỗi thùng. Giá dầu diesel đang ở mức 7,76 USD mỗi thùng. Trong khi đó, ở chu kỳ trước, giá xăng RON92 chỉ ở mức 91,17 USD mỗi thùng. Xăng RON95 là 93,14 USD mỗi thùng và dầu diesel chỉ có giá 90,73 USD mỗi thùng. Như vậy, mặc dù giá thành phẩm xăng dầu tại thị trường Singapore có tăng và giảm nhưng bình quân vẫn tăng khoảng 4% so với thời điểm trước ngày 11 tháng 1. Theo quy định mới, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Như vậy, ngày hôm nay ngày 21 tháng 1 là ngày Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu tại thị trường trong nước. Vậy giá xăng, dầu trong nước hôm nay ngày 21 tháng 1 sẽ tăng hay giảm? Giá xăng hôm nay bao nhiêu tiền một lít? Theo dự đoán của một số chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu nhận định, nhiều khả năng kỳ điều chỉnh hôm nay ngày 21 tháng 1, Liên Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, nếu Liên Bộ trích lập và không chi quỹ bốc thì giá xăng, dầu có thể tăng từ 500 đến 700 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, nếu Liên Bộ chi quỹ thì giá xăng, dầu có thể sẽ tăng thấp dưới mức 500 đồng mỗi lít. Trước đó, tại kỳ điều hành giá xăng ngày 11 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng E5 RON92 bán lẻ trên thị trường là 23.159 đồng mỗi lít, giá xăng RON95 III là 23.876 đồng mỗi lít, giá dầu diesel 0.05S là 18.239 đồng mỗi lít, giá dầu hỏa 17.138 đồng mỗi lít, giá dầu Mazut 180 CST 3.5S là 16.362 đồng mỗi kg. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!